Ok, thì thật ra thì cái việc mà máy cài nhanh không phải là vì máy cài nhiều, mà thật ra thì là anh gà cho may vài cái dominos để mà có thể tăng giá trị quặng lên. Thêm cái nữa trong hình các bạn thấy thì anh gà cũng mở rộng cho mình nhiều quặng á, để có thể mà kiếm tiền nhanh để mà mua được vũ khí mạnh và đào. Và được như thế này thì cũng may, cảm ơn anh gà nhiều lắm vì giúp đỡ may trong việc cài game như thế này. Thêm cái nữa thì cái nhập mã code thì may quay được cái Fire Dominus thì cũng may mắn rồi, may mắn là quay trúng Dominus. Nhiều bạn thì quay không trúng, quay trúng cái Falcon 2 gì đi nè, mình cũng không rõ nữa. Ok, thì phần tiếp theo của mình sẽ là việc dùng để phải nói thế nào nhỉ, tức là sẽ chi tiêu 1 tỷ, bởi vì mình đã cài được đúng mục đích của mình rồi. Mục tiêu mình đề ra là 10 triệu block và là 1 tỷ kênh thì mình đã chinh phục được rồi, thì mình sẽ dùng số tiền đó để mà mua rương xong rồi mình sẽ chừa khoảng 40 triệu để mà mình có thể rebirth lần thứ tư. Ok, tiếp theo nào. Ok, thì cái đoạn này sẽ là cái đoạn mà mình sẽ dùng 1 tỷ mấy của mình mua rương để mà tích trữ, và sau đó khi mà mình mua khoản để coi mình cái phần rebirth là 40 triệu, mình sẽ chừa lại khoảng 40 triệu để mà rebirth lần thứ tư. Thì mình đang ở trong server của anh gà. À, một lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ bí mật mà có thể mà bay qua chỗ VIP này đào nè, không cần phải tốn 350 Robux. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua rương trước đã. Mình sẽ tiêu xài 1 tỷ của mình hết. Thì 400 hả, 400 một cái rương như thế này á, mình sẽ mua 100 cái. Gán mua. Ok, 100. Mua sao chịu chịu lắm nha. Cách để mà lên lẹ thì phải mua. Chết bà bấm bậy rồi. Cái phần mà mua với lại mình, phần mua với lại cái phần mà quay nó rất là mất thời gian ta. Chờ 1 tỷ mua mệt quá vậy, mệt thật á. Thì cái mình phải nói thế nào vậy, bây giờ là mình hết cái đường nói luôn rồi, tự nhiên giờ sượng luôn rồi, chả biết nói gì luôn ấy. Nói chung là bây giờ mình sẽ mua, trước tiên là mua đi, tiêu hết gương thì tính. Ok, thì nãy giờ cũng mua hộp cũng xong rồi, giờ còn khoảng 41 triệu, thì 40 triệu là sẽ rebirth lần thứ tư. Và mình chết tạm bấm bậy, cái kho của mình đâu, xí bùm bùm đâu rồi. Cái kho của mình là mua được 4.108 cái rương đó rồi. Thì ok, thì để mình chạy ra đây cái. Rồi. Ơi, xuống đây. Xuống đây anh gà. Anh gà xuống đây. Đâu leo lên chảnh vậy trời. Ok, thì với anh gà thì là lần đầu tiên trong lịch sử gà rebirth lần thứ mấy đó không biết. Thì may là lần đầu tiên trong lịch sử rebirth phá sản, thì đây là sẽ lần thứ tư. Ok, xong mất tất cả rồi, rồi xong mất tất cả rồi. I can't believe mày mất tất cả rồi, mày nghèo, mày phá sản rồi anh gà ơi, mày phá sản rồi.
Ok, thì cái đoạn tiếp theo, cái đoạn tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo để có thể xâm nhập qua cái chỗ VIP này không cần tốn 350 rubles. Ok. Thì các bạn sẽ phải đi vào cái góc như thế này, xong thì các bạn sẽ đào tới cái block thứ 11. Nhớ kỹ là cái block thứ 11 nha. Sau đó thì các bạn nhìn sang ngang đấy, các bạn sẽ đào thẳng về phía trước, đào đến khi nào mà nó có cái không thể đào nữa, là có cái vách màu đen á. Thì thật ra thì May vào server bình thường á thì được hai bạn chỉ cho May, đó là Red và một bạn nữa mình không nhớ tên. Nói chung là hai bạn đó đã chỉ cho mình gọi là chỗ bí mật để có thể mà xâm nhập vào cái địa bàn của khu vực VIP đấy. Thì các bạn cứ đào thẳng cứ thẳng tới khi nào mà nó có cái vách màu đen. Thì cái đoạn tiếp theo nó sẽ như thế này, nó nếu các bạn cứ đào sẽ có một màu đen như thế này, và các bạn sẽ chọn click vào cái survival là nó sẽ như thế này nó. Đấy, mình đã xâm nhập thành công khu vực VIP mà không còn phải tốn 350 rubles để mà mua nó. Easy. Ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và chúc các bạn thành công xâm nhập cái này. Thật ra thì cái này khi mà đào một mình nó sẽ tiện hơn. Ok, bye bye mọi người.